Thơ Liêu Hà Trinh. Chẳng có gì sâu đậm để kể đâu, chỉ là mấy lần chạm tay nhau thoáng chốc, chỉ là một người nhớ một người phát khóc, nhưng chạm mặt nhau vẫn bảo chẳng có gì. Tự nhủ rằng khi người ấy quay đi, mình hít thở sẽ bình yên trở lại. Ai ngờ đâu mở toang bao trống trải, nhận được một lá thư lại ôm siết hít hà. Chẳng có gì để kể ngoài những chuyện đã qua. Cái lần người tiễn suýt hôn ta trước cửa, biết bao giờ mới gặp người lần nữa. Khi những chuyến bay chở luôn cả mâm cầu, ta biết rằng chẳng biết trước gì đâu. Chờ hạ đến, người kể ta nghe nhé. Cả đời của người tôi chỉ mượn một đoạn thôi, à mà không, chỉ là vài bước nhỏ, để nắm tay người nói rằng tôi ở đó, ở bên người, dẫu người chẳng thấy tôi. Lúc người buồn, tôi vẫn ở đấy thôi, mà nào có cho riêng mình cơ hội. Dõi theo người như sao trong đêm tối, triệu triệu vì sao người có biết đâu nào. Tôi và người một khoảnh khắc có nhau. Người hút thuốc, tôi khẽ khàng châm rượu, rồi tắt đèn âu yếm như ngày cũ. Tưởng đã gần nhưng càng thấy xa xôi. Thì ra đúng rồi, người đâu đã thấy tôi. Vô hình lắm trước tình người rong ruổi. Đáp lại chăng tôi ôm người lần cuối, cảm ơn gì, là mượn tạm đoạn thôi. Những vì sao lấp lánh trên cao, chúng ta đã cùng hát bài hát của thời gian. Vậy mới hiểu được cây ôm cuối cùng là vì điều gì. Bởi vì chúng ta gặp nhau đúng lúc, gió thổi hoa rơi, nước mắt tuôn, chỉ vì không muốn chia tay. Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc, và cũng 10 năm chờ đợi. Khi như có gặp lại nhau, có lẽ anh vẫn sẽ nhớ em.